ở Tiên Giang Đại Lục, bắt đầu một kỷ nguyên tu luyện thần tiên. Đây là Mên, một người xuyên không, tên là Dịch Phong, sống trong một thị trấn nhỏ thành Giang Bình, nơi phàm nhân sống và làm việc trong yên bình. Do chơi giả lập tu tiên trong 90 giờ liên tục nên đạt được thành tựu xuyên không, gọi tắt là đột tử. Bất ngờ một cái ôm chào mừng từ hệ thống làm Mên tí thì đột tử lần hai. Hệ thống ngón tay vàng kính chào quý khách. Cái đạch, hệ thống build gì mà xấu thế? Nghe này baby, chàng sẽ được một hệ thống võ học vô song trên thế giới. Quyền pháp và kiếm pháp, so vai với thần. Sử dụng các loại vũ khí, so vai với thần. Họa thư, so vai với thần. Nói tóm lại, là ta sẽ giúp nâng cấp tất cả các kỹ năng phàm nhân của bạn lên mức tối đa. Ngoài ra còn tặng cơm thêm một võ quán rộng 600m2 để bạn bắt đầu. Tuyệt quá, cuối cùng mình cũng có thể tu luyện trong thế giới tu tiên rồi. Hả? Tu tiên? What? Tu mẹ gì? Muốn tu tiên, bạn phải có cái này. Linh căn. Đây không thuộc phạm vi của ta. Chúc may mắn. Hử. Ơ kìa, đợi đã. Trung tâm kiểm tra linh căn. What the hell? Mọi người đều có linh căn, kể cả chó. Nhưng, em trai, em không có linh căn. Thôi đời này coi như bỏ. Tất cả mọi thứ chả có ý nghĩa gì nữa. Vậy là đời này, mình chỉ có thể mở cái rạp nhỏ, bán sách cỏ, nhận giam ba đệ tử. Nếu không, mình sẽ không thể tồn tại trong thế giới này. Wow! Hả? Tỷ ơi, nhìn này, muội chưa thấy mấy cuốn sách này bao giờ. Tiểu muội thật có một cặp mắt tinh tường, đây toàn là những tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới, chàng sọ dừa khoai to. Alibaba và 40 thằng ngu. Bé Xuân Mai Lon Ton. Chỉ 10 lượng một cuốn. Oh really, thật sao? Sách một phàm nhân vẽ thì có gì đáng để xem, đi thôi muội muội. Không, không, thả muội ra, muội muốn mua. Chúng ta không có thời gian để đọc những cuốn sách bu xịt của phàm nhân. Muội mặc kệ tỷ, mua cho muội đi. Muội muốn mua nó. Ôi cái địch, vãi lòn. Shut the fuck up and take my money. Này, sách của ta là 10 vàng một cuốn, không phải 5, ta đánh mông cô đó, đánh sưng mông luôn đó. Tỷ ơi, cuốn này rất hay, tỷ xem đi. Mấy cuốn Weibo có gì mà hay ho, đâu, ta xem một chút thôi nhé. Chói em bằng cà vạt. What? Chân em trên cổ anh. What the fuck? Holy shit. Phả thẳng vào mặt, là những thứ chỉ những người tu luyện mới có thể cảm nhận được. Cảm giác như một sự cô đơn bị thiên hà bỏ rơi, cũng giống như được bao quanh bởi sự cuồng loạn của lễ hội. Chỉ cần một cánh hoa rơi cửa Phật, vạn vật hóa Weibo. Mình đột phá thẳng đến đại võ sư ngay lập tức. Ngay cả Lạc Ly cũng phá mấy tầng, lĩnh ngộ cảnh giới của võ sư. Chẳng lẽ, người bán sách vừa rồi là một thế ngoại cao nhân? What? Ý con là, một người phàm. Vâng, anh ấy có thể là một cao thủ tuyệt thế đang du ngoạn nhân gian. Vớ vẩn, cuốn sách này không có gì khác thường, trông rất là bu xịt. Sư phụ bình tĩnh lại, cứ xem đi. Nếu con nói dối, người cứ trói con bằng cà vạt. Hả? Ôi! Motherfucker! Hoàng hôn tóc em buông vài lọn nhỏ. Nắng nhòa chẳng căng cực bằng môi em. Hai ta đi dưới bầu trời gọn nhỏ, thân hình cũng nhỏ và bóng hình hơi lem. Đây là trạng thái nội quan tiềm thức của chính ta ư. Sư phụ đột phá rồi. Đệt, lại thằng khựa nào đột phá rồi, mì cũng không ngon nữa. Sư phụ, người thật sự đột phá đến võ vương cảnh giới. Ôi không, trước đó, mình đã buông lời chó má xúc phạm vị cao nhân đó mà không hề suy nghĩ. Nếu người ấy tức giận, nhất định sẽ hủy diệt cả tông môn. Đã đến lúc. It's time. Đã đến lúc ăn thịt được rồi, mùi thơm quá mà. Bắt con chó đó lại, nó dám ăn trộm thịt của chúng ta. Đừng cố đuổi theo ta, loài người hạ đẳng, việc ta ăn thịt của các ngươi là một vinh hạnh lớn đó. Ta vốn là hoàng tử của tộc sói yêu trong yêu giới. Cảnh giới ngang ngửa võ linh chí tôn. Nếu không phải do đồng tộc hãm hại, phong ấn linh lực, ta đã nuốt chửng các ngươi từ lâu rồi. Hử, có một phàm nhân phía trước dám cản đường vị hoàng tử này. Mặc dù sức mạnh của ta bị phong ấn khá nhiều, nhưng việc giết một tên phàm nhân dễ như ăn kẹo. Chết con mẹ mày rồi. What the fuck? Sức mạnh của mình vô dụng với hắn sao? A ha, thành Giang Bình từ khi nào lại có con chó đần vậy? Ngươi dám bảo ai là chó đần?
Holy shit. Dám làm đổ nồi thịt của ta, thịt chó cũng thơm ngon không kém nhỉ. Hắn miễn nhiễm với tấn công, vãi cả lòn. Bây giờ hắn còn muốn ăn thịt mình, thằng cha này thực sự mạnh đến mức nào? Ủa sợ hãi quá mức sao? Ta cảnh cáo ngươi, dám lén vào sơn môn ta nữa, ta sẽ giết chết ngươi, loại không có linh căn gì mà cũng đòi tu hành. Cút đi. Trời ơi, chả lẽ Trung Thanh con thực sự là một kẻ phế vật sao? Hu hu hu. Con sẽ không bao giờ có thể tu luyện sao? Này người đẹp, nếu muốn ăn, thì thêm tiền. Ta biết thịt nướng của ta nổi tiếng khắp thế giới, kể cả vậy ta cũng sẽ không cho ngươi cho dù ngươi có gọi ta là Daddy. Vớ vẩn, ta có chết đói cũng không thèm ăn thịt của ngươi đâu. Hừ, hít, mùi thịt nức mũi. Ta thà chết cũng không thèm ăn thịt của ngươi. Vãi lòn thế ngươi đang làm gì đấy, ăn cướp à? Này cô gái, ngươi bị Thanh Tông môn đuổi đi à? Hả? Trông ta nát như vậy sao, mà mình là con trai mà. Kiểu tóc đẹp như vậy mà không đi làm idol, cứ phải đến đất nước tu tiên, còn mẹ nó đất nước này có vấn đề về thể chế à? Cô gái này cảnh ngộ giống hệt ta. Ngươi không có chỗ nào để đi, vừa hay chỗ ta lại đang thiếu người, theo ta đi. Cầm lấy, đây là chìa khóa võ quán. Ta ra chợ mua ít hành xả với mắm tôm, ngươi về võ quán trong nhà, lau dọn đi. Ơ kìa, ta còn chưa đồng ý mà. Hức, chả nghe người ta nói gì cả, mà mình đâu phải nữ nhi, mình là nam nhân mà. Nửa canh giờ sau. Thứ lỗi, ông chủ võ quán có ở nhà không? Ôi võ quán đẹp quá, tượng cổ vui bu kỳ quái ghê. Trời ơi, bức tranh này, võ y mạnh mẽ làm sao? Ta ngộ rồi. Hai người là ai? Đến đây làm gì? Aha, ngại quá. Chúng tôi là người của Thanh Sơn Môn. Ôi, Thanh Sơn Môn. Tiêu rồi, chả lẽ vì chuyện mình lẻn vào tông môn mà đến đây sao? Ta xin lỗi, hu hu hu. Ta rất gầy, đừng bắt ta đem cho ăn mà, hu hu hu. Ơ kìa, làm ơn đứng lên, người đang làm gì thế? Chẳng lẽ, cô gái này là do cao nhân phái tới, để kiểm tra chúng ta? Cô ấy đang cầm cái gì kia? Một cái chổi lông gà. Chổi lông gà, quét bụi trần, loại bỏ tạp niệm. Lan Tuyết, đây chính là thử thách mà tiền bối ám thị cho chúng ta biết. Con ngộ rồi. Hả? Nhất trần bất nhiễm, bài trừ tạp niệm. Dọn sạch không để lại hạt bụi nào vương trên mắt em. Vâng. Ôi vãi, thật sự không cần đâu. Đó đều là công việc của ta mà mình là nam nhân mà. Thôi thôi, biết đường đến trả đủ tiền sách là tốt. Tha thứ cho các ngươi đó. Ở lại ăn tối đi. Trung Thanh, tối nay ăn lẩu thịt chó nhé. Vâng chủ nhân. Sư phụ, ngươi có nhìn thấu được gì không? Ta không thể nhìn thấu tu vi của hai vị tiền bối. Sức mạnh của người này là không thể đo lường được. Hãy nhìn xem, kỹ thuật dùng dao này trông có vẻ bình thường. Nhưng những nhát dao như chém đứt lìa cả hồn phách. Con có thấy con sói đó không? Nó chính là Phệ Thiên Yêu Lang, tu vi còn mạnh hơn cả ta. Ý của sư phụ là tiền bối sắp lấy một con yêu lang ra làm thức ăn sao? Nếu chúng ta thực sự ăn nó, con sợ rằng phần còn lại của cuộc đời sẽ bị yêu tộc đuổi giết đến chết. Những người dám làm điều này có lẽ không tu vi nào có thể giới hạn. Đây là những người tu tiên sao? Họ đều điên điên khùng khùng như vậy à? Nhìn kìa, con yêu sói đã thoát ra. Sẵn sàng chiến đấu đến chết. Xin đừng ăn tôi mà, ông chủ. Holy fucking God. Chú sói bé bỏng quỳ lạy và cầu xin sự thương xót. Nani? Trông mày hơi giống con chó mà ta nuôi trước khi xuyên không? Thôi ngoan làm thú cưng của ta đi. Ngài ấy thực sự có lòng trắc ẩn. Sư phụ, nếu chúng ta có thể mượn pháp khí từ cao nhân, tông môn của chúng ta sẽ được cứu. Với tất cả lòng kính trọng, con, Lan Tuyết, cầu xin người cho mượn con dao để cứu tông môn khỏi nạn diệt vong. Hừ. Ngu muội. Ngươi bộc lộ lòng tham của ngươi như thế này, tiền bối nếu không vui nữa, tông môn chúng ta diệt còn nhanh hơn đó. Mượn thì lấy, không có gì đáng giá, mấy con dao ghẻ này một ngày ta làm được 2-3 cái. Ôi, vạn sự cảm ơn tiền bối. Hài, họ đáng thương quá mà, nghèo đến mức không mua nổi một con dao thái. Sư phụ, có chuyện gì vậy, muộn vậy rồi còn triệu tập bọn con. Ta cũng không biết, sư tôn chỉ nói muốn thử nghiệm. Đá bảo thạch của phái Thanh Sơn cực kỳ cứng rắn không thể phá hủy. Cho dù có dùng tiên khí giáng một đòn mạnh cũng chỉ để lại vài vết xước. Đó chỉ là một con dao làm bếp sứt mẻ. Sư tôn áp lực quá nhiều bị ảo rồi, mau đi gọi bác sĩ. Sức mạnh của con dao này vẫn chưa rõ, tốt hơn hết là hãy nhẹ nhàng trước xem.
Holy shit. Chó con, nhìn kìa, là mưa sao băng đó. Sao băng con mẹ gì mà kinh khủng như thế này? Cái con ngốc này. Ồ, đây là mưa sao băng. Ta ước. Holy shit. Ảo thật đấy. Sư tôn, vậy là phái Thanh Sơn của chúng ta đã được cứu rồi. Ngày mai, ta sẽ băm Huyền Võ Tông như băm người yêu cũ. Thành phố Giang Bình hoàn toàn trống rỗng. Trên đỉnh núi, chen lấn như chảy hội. Thưa quan viên hai họ, thưa cái lọ Lục Bình, chúng ta đã tìm được một nơi tốt để xem trận tỉ thí. Mặc dù ta không biết ai băm ai nhưng có rất nhiều người muốn xem cuộc chiến này, đây là một cơ hội kinh doanh tốt. Ai muốn thuê ống nhỏm vui lòng xếp hàng, chỉ một vàng một lần mượn. Nani? Lục Thanh Sơn, ta không ngờ ngươi có can đảm vác cái đít tới đây. Gáy ít thôi, tí bố đấm cho bầm tím mặt mày lên thì lại chạy. Lục Thanh Sơn và Ninh Huyền Võ. Fight. Quả nhiên, cảnh giới của ta kém xa Ninh Huyền Võ. Nếu mình không nhờ quyển sách mà đột phá lên võ vương, thì bây giờ mình đã ăn lòn rồi. Lục Thanh Sơn, ta biết ngươi có pháp bảo, ha ha. Thế địch nào ngươi lại biết? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi đâm lén bằng con dao mẻ đó sao? Tránh đêm dài lắm mộng, kết thúc nỗi đau luôn đi. Sát chiêu, phệ hồn kiếm. Ha ha ha, với phệ hồn kiếm của sư tôn, dù chỉ có thể sử dụng một lần bằng cách tiêu thụ 10 năm thọ nguyên, nhưng có thể dễ dàng ăn mòn bất kỳ vũ khí thần thánh nào. Bố lại sợ mày quá. Pháp bảo, dao thái mẻ. Ha ha ha, nó thực sự là một con dao mẻ mà. Một con dao mẻ thái rau không đứt có thể làm gì được sư tôn ta, ha ha ha. Nào, để ta tiện ngươi một đoạn. Ngươi ăn lòn rồi. Bố liều chết với mày. What the fuck? Con dao mẻ đó thực sự đã dập tuyệt kỹ phệ hồn kiếm chỉ bằng một đòn duy nhất. Sư phụ cụt mẹ tay rồi. Mau hộ giá, chuồn thôi. Anh em vào vị trí, băm chết con mẹ nó Huyền Võ Môn cho ta. Lên. Khoan, đừng đuổi theo. Sư phụ, nhưng bây giờ là cơ hội tốt để phổ độ súc sinh. Lan Tuyết, nhìn kìa. Dịch Tiền Bối chỉ đứng đó và lặng lẽ nhìn. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu, ta sợ ngày ấy sẽ không hài lòng. Theo suy luận của ta, Dịch Tiền Bối không muốn bên nào bị hủy diệt. Anh ấy muốn chúng ta tồn tại và giữ cân bằng giữa hai bên để bảo vệ sự yên bình của người dân. Ánh sáng nơi cuối con đường. Ơ kìa, mọi người, đợi đã. Đừng đi, vẫn còn tiếp mà. Cái đệch, nếu họ không đánh nhau, sao mình có thể kinh doanh được chứ? End part 1, part 2 coming soon.